Trong lùm tre nằm biệt lập giữa cánh đồng thuộc xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An này, 60 năm qua, một người đàn ông và hai người phụ nữ đã chọn để sống gần hết ba cuộc đời. Họ sống tách biệt với cuộc sống bên ngoài, mọi tiện nghi sinh hoạt hiện đại đều xa lạ với họ. Hai người đầu tiên chọn chốn hoang vu này để sống ẩn dật là ông Lê Lập Đức cùng với người chị gái. Người chị gái của ông đã mất cách đây nhiều năm, còn ông Đức vừa qua đời cách đây hơn một tháng ở tuổi 83. Người còn lại là bà Trương Thị Quy, vợ ông Đức, năm nay đã 58 tuổi. Ngày xưa, cha ông Đức là địa chủ ở xã Hưng Thủy, nay là phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Nhà có rất nhiều ruộng. Sau nhiều biến cố, năm 1956, ông Đức và người chị gái lớn hơn ông 12 tuổi chạy đến đây dựng chòi để sinh sống. Lúc đó, khu đất còn rất hoang vu, cách xa hàng xóm, ông Đức trồng tre để làm thành lũy bao bọc cho nơi cư ngụ. Khoảng năm 1990, người chị mất. Năm 1994, thấy ông Đức cô quạnh, bà Quy động lòng đến làm vợ và chung sống với ông từ đó đến nay. Ban về cuộc sống ở đấy thì khó khăn, ban ông về đình làng đã ổn rồi. 4 năm sau khi nên duyên, bà Quy sinh được một cô con gái. Sau sinh nở, bà bồng con về nhà mẹ đẻ. Khi con gái gần 5 tuổi, bà mới đưa con quay về tiếp tục sống với chồng. Cuộc sống của họ là hai sào ruộng khai hoang, nước sinh hoạt phải đến sinh cách nhà nửa cây số. Nhà nuôi được ít gà, vịt nhưng thường bị bắt trộm. Mưa lũ là nước ngập vào tận giường, hai vợ chồng phải leo lên thuyền để tránh lũ. Làm ruộng, ăn ba sào ruộng. Con nắm đi đủ ăn cho con nắm thì cũng thiếu. Cả đời, ông Đức chỉ quẩn quanh trong lùm tre này và ngoài cánh đồng, ít khi đau ốm và chưa lần nào đi bệnh viện. Chính quyền địa phương đã nhiều lần thuyết phục ông rời nơi ở, nhưng ông không chịu. Thì tính cách của ông cũng rất ít giao lưu với xã hội. Do vậy thì cũng nhiều lần chính quyền địa phương đã trực tiếp gia đình để vận động làm thủ tục để cấp chứng minh và hộ khẩu để thực hiện các cái chính sách xã hội, an sinh xã hội, nhưng mà cá nhân cũng không làm. Đến mãi đến năm 2014 gia đình mới thực hiện làm chứng minh và cấp sổ hộ khẩu. Ông Đức mất, cuộc sống của bà Quy cô quạnh trong lùm tre. Cơn bão số 2 giữa tháng 7 vừa qua đã quật đổ cây bạch đàn lớn trong vườn, suýt đè sập căn nhà. Cái mô thì bà định về? Phải hết khó ông. Cháu gặp cháu bên nồi này là về 2 năm là hết khó ông đi được, ông về được. Về thì ông về trên làng ở cho vui rồi đấy, chắc thì ông buôn, chắc ba gì mà ngay khó ông đi, chắc ba ông buôn. 23 năm gắn bó với chốn hoang vu này, bà Quy giờ đã muốn về làng xin miếng đất dựng nhà. Thế nhưng, thực hiện được ước mơ ấy không phải là chuyện dễ khi đã gần đi hết đời người. Gia tài của vợ chồng vẫn chỉ là căn nhà dột nát, không tài sản nào đáng giá.